Nam Du Ký, Nam Du Huệ Quang, hồi thứ 7. Giàu ác gặp yêu hãm hại, kiếp đà xuống thế hành hung. Từ hội khi Huệ Quang lên thượng cung, đánh thái tử đập bể kiến, thả hai con yêu là Kiết Chi Đà và Bá Nhãn Quỷ, cả hai mới xuống thế phá hại người lành chẳng ít. Một ngày kia, Kiết Đà mới trông thấy một nhà đại phú không con là Vĩnh Phú, vợ là Phạm Thị. Thường bữa Phạm Thị ra giữa trời khẩn vái cầu con, Kiết Đà bèn bắt Phạm Thị mà ăn thịt đi, rồi hóa hình giống in vào làm vợ của Vĩnh Phú. Vĩnh Phú nào rõ chi cơ, không yên tháng trường, Vĩnh Phú ăn nằm với yêu Kiết Đà đã có thai. Kiết Đà cứ bảo Vĩnh Phú làm thịt heo mỗi ngày một con mà ăn, cho rằng vì có thai nên thèm như thế. Vĩnh Phú thấy vợ có chửa thì rất đỗi vui mừng, y làm theo lời thịt heo cho vợ ăn mãi. Vì chị ta thường ăn thịt người, nay nhịn thèm chịu sao nổi, nên dùng kế ăn thịt heo quay cho đỡ vậy đó thôi. Hai nữa gửi thân cho khỏi bể lưu luyến. Nói qua Huy Quang thánh người anh hùng, không bao giờ ngồi yên một chỗ đặng. Ngày nọ mới kêu ba vị thần căn dặn mọi điều rằng: nay ta muốn đi chơi chỗ này, sang chỗ nọ cho giải muộn nơi lòng. Cùng gặp ai làm nạn, phải nguy hiểm cứu người làm phước. Vì ta trông thấy ở thế gian, hiện giờ có nhiều yêu quái phá hại người hiền chẳng ít. Vậy thì ba người ở đây mà phò hộ lê dân. Nếu cãi ta phản phúc việc gì, thì hỏa đơn trong bụng cháy lên, không ai cứu đặng nghe. Ba thần đều vâng lệnh dạy. Huy Quang mới đẳng vân giá võ đi chỗ này, sang chỗ nọ, mà xem phong cảnh thế gian. Chẳng nghĩ thân phận mình linh đênh buồn bã hết sức, chỉ nghĩ cần phải về thầy đầu thú tội lỗi. Họa là thầy có thương mình mà cho học đạo chăng không? Nghĩ dậy rồi bèn về ngay cung thầy là Quyến Thiện Thiền Sư, bước vào cúi lại dài hồi lâu rồi chịu tội lỗi lầm, bỏ động mà đi chót 2 năm trường. Quyến Thiện Thiền Sư hỏi rằng: bấy lâu nay ngươi ở nơi nào, phải nói cho ta được biết thử nào. Huy Quang mới bạch rõ các nông nỗi tội lỗi đầy dẫy, đến việc đánh thái tử xuống biển thế gian lánh nạn tại miếu của vua Thiên Điều. Quyến Thiện toán quẻ rồi nói rằng: hiện nay trên thiên đình, Ngọc Hoàng đã sai binh trời xuống thế gian, quyết bắt nhà ngươi cho đặng. Thế thì ngươi trốn đâu cho khỏi đặng? Huy Quang nghe thầy nói rất là lo sợ, bèn cúi đầu lại xin thầy tế độ, lo thế nào cho khỏi tội tình. Quyến Thiện mới nói: bây giờ chỉ có một thế, là phải đầu thai đi mới đặng. Huy Quang mới hỏi: bạch thầy, bây giờ phải đầu thai bằng cách nào, xin thầy dạy cho ạ. Quyến Thiện mới bày rằng: người có phép đủ, vậy thời ngươi phải độn trong một cái bọc đỏ, đợi chừng sanh ra, xé bọc chui ra, thì khỏi điều nhơ uế. Nếu người muốn đi đầu thai gần đến giờ sanh, sẽ có ta cứu cho mới đặng. Huy Quang hết sức đội ơn thầy cứu tử, gần sanh một lần nữa. Nói rồi bái biệt Quyến Thiện, đằng vân hạ giải. Nói qua vợ chồng Vĩnh Phú, vợ có thai đã quá ngày sanh mà chẳng thấy sanh, nên đặt bàn hương, đăng trả quả, khẩn vái Phật trời. Lúc ấy Huy Quang đẳng vân đến đó, nghe lời van vái, biết là vợ người này có thai, liền hóa ra một cái bọc rồi sa xuống ngay trong bụng của Kiết Đà. Phút chốc Kiết Đà nửa đêm phát đau bụng, lấy làm khó chịu lắm, bèn kêu Vĩnh Phú bày lời. Vĩnh Phú mới giấc mộ lăng xăng kế đó. Kiết Đà đã sanh, có người báo cho Vĩnh Phú hay rằng bà ta sanh ra một cái bọc đỏ mà lớn lạ lùng lắm. Vĩnh Phú mới nghi cho là ma quỷ đầu thai, bảo người đem liệng xuống sông cho rảnh. Kiết Đà mới cản lại chẳng cho, để đợi xem cho kỹ. Vì hồi mới sanh thì nhỏ, mà dây lát cái bọc lại càng ngày càng to lớn, nên nàng có ý hồ nghi. Phút trông Kiết Đà mới rên la lần nữa. Ngờ đâu Đà sanh liên tiếp một gái, mặt mày rất tốt đẹp như con tiên. Vĩnh Phú rất mừng được một con gái cưng, liền sai gia đình khiêng cái bọc ấy đem bỏ dưới sông cho rồi, kẻo để vật lạ lùng trong nhà rất là ghê sợ. Gia đình mới khiêng liệng dưới sông, nhưng rất quái, hễ liệng xuống đó rồi cái bọc cũng nhảy mãi lên bờ. Đúng thế gia đình mới phải đem về thưa lại cho Vĩnh Phú hay. Vĩnh Phú rất lấy làm kinh ngạc, mới bảo bỏ ở ngoài vườn đợi tối sẽ chôn. Nói về Quyến Thiện Thiền Sư, biết là Huy Quang đã sanh ở nhà Vĩnh Phú rồi, liền đằng vân đến đó. Giả ra là một ông hòa thượng vào nhà Vĩnh Phú. Đang lung Vĩnh Phú mắc việc rắc rối lo sợ, chảy thấy ông thầy hỏi thì lơ là rằng: hòa thượng đến nhà tôi có việc chi?
Hòa thượng nói, tôi muốn đến thăm ngài vì nghe ngài là người hiền đức. Nói chưa kịp dứt lời, Vĩnh Phú rằng, thưa hòa thượng, tôi vì có việc nhà, vậy để ngày mai tôi sẽ hầu chuyện mới đặng, xin lỗi ngài. Quyến Thiện cứ hỏi phân hoài, đúng thế Vĩnh Phú mới phải tỏ thiệt rằng, vợ tôi sanh ra một cái bọc quái ấy, cho hòa thượng nghe. Ông nghe rồi, cho là nhà có phước lắm mới sanh được một cái bọc ấy. Hiện cái bọc có 5 người con trai quý báu lắm. Vĩnh Phú nghe không tin, hòa thượng mới bảo đem bọc ấy cho ông xé ra. Quả nhiên ông lấy dao dọc ra, có 5 người con trai, mỗi người đều biết đi hết. Vĩnh Phú lấy làm lạ, hỏi thăm hòa thượng căn do, thì hòa thượng mới rằng, mấy người con của ông là chân tiên cốt Phật, cho nên mới đẻ mà đặng như vậy, để tôi đặt tên dùm cho. Vĩnh Phú rất vui lòng đẹp dạ lắm, thì hòa thượng đặt rằng, đứa thứ nhất là Hiển Thông, đứa thứ nhì là Hiển Minh, đứa thứ ba là Hiển Chánh, đứa thứ tư là Hiển Trí, thứ năm là Hiển Đức. Đặt xong hòa thượng mới phán rằng, con ông chỉ có một người thứ nhất là Hiển Thông, sao ở với ông mà thôi, còn bốn đứa kia sẽ tu thành chánh quả hết, mà hiện bây giờ ông nuôi bốn đứa ấy cũng không đặng đâu. Vĩnh Phú mới rằng, nếu hòa thượng nói thế thì tôi phải làm sao? Hòa thượng nói, có một điều là ông phải cho bốn đứa ấy cho tôi đem về chùa mới đặng mà thôi, ông có vừa lòng không? Vĩnh Phú đáp, điều đó tự như ngài thương tôi, tính dùm tôi rất đội ơn, chứ nếu tôi nuôi không đặng, trông ơn ngài bảo hộ như thế, sợ e nhọc lòng ngài. Hòa thượng nói, không sai, tôi sẵn lòng làm phước, ngày sau bốn đứa sẽ đặng thành chánh quả. Vĩnh Phú mới nói, tôi rất đội ơn ngài. Rồi đó bốn người đều lạy tạ cha mẹ, hầu theo thầy học đạo, chỉ có một mình Hiển Thông ở lại mà thôi. Khuyến Thiện thiền sư mới từ giã Vĩnh Phú, rồi đặng vân đem bốn người đi mất.